Vậy thì làm thế nào một bệnh nhân có thể phát hiện ra là mình đang bị bệnh lý về giác mạc dựa trên những biểu hiện như thế nào ạ? Vâng, chị Ngọc Diễn nói cái điều đấy rất là đúng. Bởi vì nếu như người ta nói ví von ấy là con mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì cái phần giác mạc lại cái phần ngoài cùng của cái cửa sổ đó, và cái cửa sổ đó lại phải tiếp xúc với cái môi trường ở bên ngoài. Vì vậy mà rất dễ bị bệnh. Và cũng rất may là trời đã phú cho con người chúng ta ấy, có cái giác mạc đó và có những cái phương tiện để phát hiện ra những cái tổn thương đó rất là sớm. Nói như vậy bởi vì là giác mạc là cái mô mà có rất nhiều các cái thần kinh, và đây được coi là một trong những cái mô mà nhạy cảm nhất của cơ thể. Chúng ta bị một hạt bụi vào trong mắt thôi, vào giác mạc thôi, thì lúc đó tự nhiên chúng ta mắt cộ, chảy nước mắt, chói mắt, và thậm chí là phải chảy nước mắt rất nhiều để mà cái bụi nó ra. Và cái bệnh lý ở giác mạc cũng tương đối dễ có thể nhận biết bằng cách là gì? Thứ nhất là bệnh nhân thông thường là có các triệu chứng chói, chảy nước mắt, đỏ mắt và nhìn mờ. Và nặng hơn nữa thì khi người khác nhìn vào thì thấy cái phần lòng đen ấy nó không còn đen nữa mà nó trắng ra, nó có màu trắng, trắng đục, và con mắt thì lúc đó thì đỏ lên. Và khi mà chúng ta có cái dấu hiệu như vậy thì rất có thể là chúng ta đã bị bệnh lý ở giác mạc rồi. Vâng.